Xin lỗi, tao đang trễ. Ôi rồi, ready đứng chưa? Chưa, mà cậu có quên à? 8 giờ rồi, sao vẫn chưa đến nhỉ? Nè Zio, con nói gì vậy? Mẹ, sao chúng mày nói dối là nhà hết đồ ăn rồi hả? Hôm qua mẹ mới đi siêu thị mà. Cô mời các cháu vào nhà ăn sáng nhé, đừng ngại. Thôi, mày để con nói đi, chế nhà bây giờ. Nếu ở nhà Zio có quậy thì bọn cháu sẽ báo cho cô biết. Erika, nói cái gì vậy? Để Zio nó lấy ra uống nha. Uống sữa đi kìa Zio. Cười cái gì hả? Nè, sao cái mùi gì khác vậy ta? Thôi chết, mãi nghe con đi kể chuyện, tôi quên đảo cái chảo đang chiên. Đúng rồi, Zio đáng ngờ thật. Nói cái gì đây? Không phải sợ Zio khóa túi thật rồi bắt đầu phản diện nhỉ? Vớ vẩn thiệt đây. Của mình luôn. Em, bạn ơi, mình có thể ngồi cạnh cậu được không? Baby xa lụ hôn đi chứ. Dù là vạn cây số anh không quan tâm ly ly cặp rendezvous. Hàng giờ ngôn ngữ không ngăn được ta yêu nhau cách ngăn tâm tư. Ở Việt Nam có một người chờ em chờ nụ hôn đi chứ. Từ lúc họ biết mình đến cậu đến giờ, họ vẫn chưa trở về. Sao? Họ chưa quay lại, đến tận bây giờ vẫn thế á? Đúng vậy. Khoan đã, không phải anh đã tới cũng là top 10 sao? Ui không, anh ta bị mất tích rồi à? Anh trai với trẻ em trai. Ta không có em trai. Jasmine, giám đốc của công ty lớn nhất nước Pháp, tập đoàn đầu lâu. Tên anh để bàn danh khu phố, ít khi chơi nhưng khi chơi anh lố. Đắt khách như là rapper chạy show, không cần mời mà tiền nó cũng tự vô. Cô Jasmine, đi chậm thôi, cái gì tông xe bây giờ? Không sao đâu, mượn thấy tôi thì xin lấy đấy mà. Thôi chết, chúng ta đang bị hồi nào vậy? Này, dừng lại mau! Kiếm tiền ba lần nhẹ, vì muốn mong một mình bạc. Cái chỗ dây chuyền trang hàng, thì mỗi lần đi shopping em muốn mẹ Akasa. See lady walking baby, khiến cho bao anh suy suy. Making money rocking honey, mang năng lượng như Uzi. Giờ này mà còn chưa thấy y, gọi cấp cứu liên ngay cho hoàng thượng. 115 alo nhấc máy, tánh mạng của chậm xứng đáng như ngàn lượng. Xếp cho chậm căn phòng thật đẹp, cùng y tá là vài ba cô. Ủa khoan đã, nếu như Candy không phải là gián điệp, vậy thì ai chính là gián điệp chứ? Ừ nhỉ, là ai vậy Candy? Thôi chết, tôi đã suy luận từ đường hôm qua, nhưng mà quên nói với cậu, đó là... Mới nhắc tin người quá rồi đó. Cậu có biết vì sao không? Hiện tại là tôi đang mượn thân xe của cậu ấy thôi, đừng có hiểu lầm nha. Chuyện gì đó xa xa đấy chứ? Không, cô nhầm người rồi. Tên tôi là Violet. Dự báo thời tiết nói, trời không xanh, mây cũng không trắng, em không say nắng, nhưng lại say anh.
Trong 2 tháng, tớ sẽ huấn luyện cho cậu suy luận, phán đoán định hướng, dứt điểm, logic một cách nhẹ bén hơn. Nói chính xác là tớ sẽ giúp cho cậu trở nên giỏi hơn ở trong trò chơi lớp học ma sói, để sau này đạt được thứ hạng cao. Cái gì? Mình được người chơi ma sói giỏi nhất nội chim huấn luyện để giỏi hơn á? Thế là đã xong một đứa rồi. Còn thằng Roku là mình phải nhờ sự hợp tác của Abra thôi. Cô ta đâu rồi nhỉ? Không có Abra nhưng mà có Lina nè, được không? Nhưng mà anh đã bước xuống phố đi, sao tính nó là phải có anh là bảnh dài. Các em lấy đi nước uống cô, cơ sở họ đang sẽ chỉ nghe để tiếng là ực 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 ực. Mấy cu dở thích đánh giá, anh sẽ nghe khi và chỉ khi anh rảnh tay. Còn nếu mà em đã cảm thấy thích anh quá thì sẽ được anh nắm tay và lướt qua cảnh hai. Trong 2 tháng, tớ sẽ huấn luyện cho cậu suy luận, phán đoán định hướng, dứt điểm, logic một cách nhạy bén hơn. Nói chính xác là tớ sẽ giúp cho cậu trở nên giỏi hơn ở trong trò chơi lớp học ma sói, để sau này đạt được thứ hạng cao. Hả? Cái gì? Vậy thì cần gì nên vàng hoa yên cũng chỉ đến rồi xa. Vậy thì cần gì nên vàng hoa khi chính em là một món quà. Để sao? Chơi tích được thôi. Em thích chấp nhận chim và nung heo thì sẽ thích nó. Sẽ đến bãi tư người ngọn dạ và cuối cùng là năng lực người. Nếu vì sao ta có thể tự tin như vậy đi không? Đó là bởi vì tất cả những camera mà người vừa chuyển hồi ra đều không có tuổi. Mày đến lại ta. Anh phân em bị cầm văng ba băng. Mông đã trở căng như trăng, body em đa năng, bên em bình gôn ga lăng. Có những anh không đăng bụi vị, đặt bao gì nay căng. Mày từng thấy đứa non như măng, ta đập cho hương giang, sao ta còn đang dư xăng. Ai してる? これはメレンダ. Mười người kia là một người lớn. Do khuất trong bóng tối nên tớ không thể nào nhìn rõ mặt mũi. Có vẻ như là người này đang dặn dò mấy bạn kia. Và cậu biết gì không? Khi nhìn kỹ lại thì đằng sau người lớn đó là một người đàn ông khác. Cảm ơn cậu đã hợp tác. Chú của tớ, Cody, đang làm bác sĩ ở đây, nên tớ đã nhờ chú khám tổng quát khắp cơ thể của cậu, chỉ là để kiểm tra nguồn gốc thật sự của cậu ra sao. Kiếp,